FSB cho biết vào ngày 26 tháng 7, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng quân đội Nga Dmitry Bulgakov bị bắt trong một vụ tham nhũng. Theo yêu cầu của cuộc điều tra, ông Bulgakov đã bị đưa đến trại giam ở Buntika ở Moscow. Ông Bulgakov giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong 14 năm và bị cách chức 3 ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố tổng động viên một phần vào năm 2022. Vụ án đang được Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra phối hợp điều tra. Theo cáo buộc, FSB đã theo dõi công việc của tướng Bulgakov kể từ năm 2022. Ông đã nhiều lần được triệu tập và làm nhân chứng trong một số vụ án tham nhũng tại Bộ Quốc phòng Nga. Vị tướng này đã bị cách chức khỏi chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 24 tháng 9 năm 2022 do chuyển sang công tác khác. Khi phục vụ tại Bộ, ông Bulgakov đã chịu trách nhiệm về hậu cần của quân đội. Sau đó, ông nhậm chức Tổng Thanh tra Văn phòng, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Người ta cáo buộc rằng tướng Bulgakov đã sắp xếp về một kế hoạch mua nhiên liệu và chất bôi trơn từ các nhà cung cấp duy nhất thông qua các thủ tục khép kín. Giá mua đã tăng gấp đôi, do đó số tiền thanh toán có thể được phóng đại lên 60 tỷ rúp. Ngoài ra, sau khi ông Bulgakov bị bắt, kênh Telegram của Military Informant đã viết rằng người ta có thể hỏi ông ấy ngay bây giờ về việc 1 triệu rưỡi bộ quân phục đã biến mất khỏi các nhà kho vào mùa thu năm 2022. Trung tướng Andrei Gurulev, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, sau đó đã báo cáo rằng quân phục dành cho quân nhân được huy động đã biến mất khỏi các trạm tiếp nhận quân nhân. Một nguồn tin của RIA Novosti sau đó đã cho biết Bulgakov đã tạo ra một hệ thống cung cấp thực phẩm chất lượng thấp cho quân đội với mức giá đã tăng cao, bao gồm cả trong điều kiện của hoạt động quân sự đặc biệt. Ông ta bị cáo buộc đã nhận được tiền hối lộ từ nhà máy thực phẩm Gryazinsky ở vùng Lipetsk. Ủy ban điều tra của Nga đã mở rộng cuộc điều tra chống lại các ban quản lý nhà máy. Tướng Dmitry Bulgakov, năm nay 69 tuổi, ông đã phục vụ ở hậu phương của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ông trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2008. Ông đã được trao tặng huân chương công trạng vì Tổ quốc, huân chương công trạng quân sự, huân chương danh dự và huân chương Alexander Nevsky. Bulgakov được trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga vào năm 2016. Tướng Bulgakov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga vì tổ chức tiếp tế cho căn cứ không quân Khmeinim của Nga tại Syria. Lực lượng bộ binh cơ giới của nhóm quân trung tâm bắt 7 binh sĩ Ukraine làm tù binh, phá hủy một xe tăng và một xe bọc thép của đối thủ trong cuộc tấn công ở hướng Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 26 tháng 5 cho biết, các chiến sĩ tiểu đoàn, bộ binh cơ giới thuộc nhóm quân trung tâm khi thực hiện nhiệm vụ ở hướng Avdiivka đã bắn cháy một xe tăng T-64, một xe bọc thép Max Pro và chiếm được một cứ điểm của Ukraine, bắt đối thủ phải đầu hàng. Được biết, đơn vị tấn công của tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Nga được chia ra làm hai nhóm, một nhóm bí mật tiếp cận cứ điểm của Ukraine, nhóm còn lại thu hút sự chú ý của đối thủ về phía mình. Phi đội UAV tấn công của Nga đã tiêu diệt một xe tăng T-64 của Ukraine trong trận chiến. Quân đội Nga chiếm cứ điểm và bắt 7 binh sĩ Ukraine làm tù binh. Bản tin của Bộ Quốc phòng cho biết, trong khi đó, quân địch vẫn cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Đối phương đã dùng xe bọc thép Max Pro tấn công nhưng bị trúng đạn từ súng phóng lựu và máy bay không người lái nên cuối cùng đã phải đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nhóm quân trung tâm đã bắt được một đại đội trưởng thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 151 của Ukraine. Đây là lữ đoàn được cấp tốc thành lập ở Dnepropetrovsk vào mùa thu năm 2023. Chỉ huy đại đội 3 của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 3 thuộc lữ đoàn 151 Ukraine bị bắt vì nhóm quân trung tâm bắt làm tù binh kể lại rằng tôi đích thân dẫn đầu một toán quân mang lương thực và nước uống đến các vị trí, đồng thời tìm hiểu lý do tại sao họ ngừng liên lạc. Nhiệm vụ là lập các chốt quan sát và ngăn chặn đối thủ, không còn dự trữ, tâm lý và tinh thần chiến đấu xuống thấp. Tôi không thấy việc tiếp tục chiến đấu có ý nghĩa gì. Nga sẽ thắng bởi vì chính nghĩa đứng về phía họ. Các tình nguyện viên đều đã hy sinh hoặc bị thương, trong khi những người thay thế họ thì vô dụng, đài truyền hình Bỉ RTBF cho biết. Hầu hết những người lính bị ép buộc nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Ukraine đều không muốn ra tiền tuyến. Trong một báo cáo phát sóng vào ngày 25 tháng 7, trên đài RTBF đã dựa vào các cảnh quay của cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Pháp AFP được ghi lại vào tuần trước tại một nơi nào đó ở miền đông Ukraine, tại bãi huấn luyện của tiểu đoàn tấn công 49 Kapatiansk. Vasilina Nakolenya, sĩ quan báo chí của sư đoàn 49 cho biết, buổi huấn luyện mà họ nhận được tại trung tâm động viên hoàn toàn vô ích, đồng thời giải thích rằng đơn vị này đã buộc những người lính nghĩa vụ phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản một lần nữa. Theo Nakolenya,
các đơn vị quân đội Ukraine cạnh tranh gay gắt để tuyển quân nghĩa vụ, bất kỳ ai đến đó trước sẽ được chọn. Chúng tôi chọn người trẻ nhất trước. Bà giải thích, chúng tôi nhìn vào mắt của họ xem ai muốn ra tiền tuyến. Bà thừa nhận rằng hầu hết đàn ông đều không muốn. Kapatiensik là một đơn vị hoàn toàn tình nguyện. Vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột với Nga, bây giờ tất cả họ đều đã thiệt mạng hoặc bị thương, bà nói. Một trong những người hướng dẫn, một tình nguyện viên nước ngoài, chỉ được xác định là Iris, vẫn còn một viên đạn trong chân và bị rối loạn căng thẳng sau những chấn thương PTSD. Anh ta nói với AFP rằng, tôi mệt mỏi, tất cả các cựu chiến binh đều đã bị thương hoặc thiệt mạng, hoặc ở cuối con đường của họ giống như tôi. Theo AFP, quân đội Ukraine đã bị tàn phá sau 2 năm rưỡi giao tranh. Vào tháng 5, chính quyền Kiev đã thay đổi các quy tắc động viên để tuyển thêm quân, đôi khi là bằng vũ lực. Một trong những tân binh của một người đưa thư 24 tuổi đến từ miền Tây Ukraine đeo kính dày. Người cho biết anh ta chỉ đến để cập nhật đơn đăng ký quân sự của mình, nhưng thay vào đó lại bị đưa ra mặt trận. Một người khác đã bị bắt cóc trên đường đi làm. Một trong những người hướng dẫn tên Farik nói với AFP rằng, không phải ai cũng có thể chiến đấu được, tại sao lại bắt những người không muốn chiến đấu? Anh ta nói thêm trong khi đang chơi với lưỡi lê của mình. Những người lính nghĩa vụ không muốn chiến đấu là vô dụng. Nakonikian nói rằng, chính quyền ở Kiev đã bắt đầu hiểu rằng động lực là chìa khóa và có thể thay đổi các quy tắc huy động cho phù hợp. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính rằng Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng, trong khi đó một nửa là quân không thể hồi phục, trong khi không thể tuyển thêm được hơn 30.000 quân thay thế. Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm tư cách thành viên BRICS vì nước này tích cực ủng hộ ý tưởng về một thế giới đa cực, trong đó cán cân quyền lực được phân bổ đồng đều hơn giữa các quốc gia và khu vực khác nhau. Nhà báo Hirianto Mathaha viết trong một bài báo cho InfoBRICS, ông nói BRICS là viết tắt của tính đa cực và quản trị toàn cầu công bằng, đại diện cho một nền tảng hấp dẫn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang tìm cách củng cố sự độc lập khỏi các nước và khối phương Tây như Liên minh châu Âu và NATO. Theo nhà phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về hạn chế tài chính do các tổ chức phương Tây, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tác giả kết luận, bất chấp tất cả những lợi ích của việc Ankara gia nhập BRICS, vẫn có những rào cản nghiêm trọng làm phức tạp quá trình này, chẳng hạn như thực tế chính trị trong nước, các vấn đề kinh tế và áp lực bên ngoài từ phương Tây. Đầu tháng 7, trong một chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan đã tuyên bố mong muốn gia nhập BRICS và những bước đi khả thi theo hướng này trong năm nay. Theo thư ký báo chí của Tổng thống, Nga hoan nghênh sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với tổ chức này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin phát biểu tại diễn đàn nghị viện X-BRICS đã cho phép thành lập một quốc hội thống nhất. Ông nhắc lại rằng năm nay số lượng thành viên tham gia hiệp hội đã tăng lên 10 và Nga với tư cách là chủ tịch đang nỗ lực đảm bảo rằng các thành viên mới gia nhập hội nhập hiệu quả vào các cơ chế BRICS. Việc thảo luận cởi mở, đối thoại trực tiếp giữa đại biểu nhân dân với nhau hoàn toàn phù hợp với triết lý, nguyên tắc, thế giới quan của tổ chức chúng ta đã tính đến lợi ích của nhau, dựa vào dân chủ, quan hệ quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền lợi của nhau, quyền được hưởng sự phát triển riêng biệt của mọi người, là lời mà Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng những nguyên tắc này gần gũi và dễ hiểu đối với mọi thành viên BRICS. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas McGregor đã cho biết trên kênh YouTube Deep Dive rằng sự hiện diện của quân nhân và dân sự Mỹ ở Tây Ukraine có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng với Nga. Chuyên gia lưu ý, có nguy cơ một trong các bên sẽ mắc sai lầm. Cả người Nga và chúng tôi đều không thực sự muốn một cuộc đụng độ trực tiếp với nhau. Nhưng bây giờ chúng tôi đang đi trên bờ vực thẳm. Ngoài ra, chúng tôi hiện có một số lượng lớn quân nhân và dân sự ở Tây Ukraine. Đây là một tình huống rất nghiêm trọng và có khả năng gây nguy hiểm. Theo ông McGregor, điều quan trọng hiện nay là phải đưa vào Nhà Trắng một người hiểu được tình hình khó khăn mà Washington đang gặp phải, không chỉ từ quan điểm mà đến các vấn đề địa chính trị, mà còn từ quan điểm đến những rắc rối nội bộ của nước Mỹ. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov lưu ý rằng Nga thực chất đang chiến đấu với NATO, ủy thác cho phía chính quyền Kiev. Ông cảnh báo đường lối vô trách nhiệm như vậy làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã cho biết các huấn luyện viên và lính nước ngoài phương Tây đóng tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp của Nga. Đại diện thường trực của Liên bang Nga phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng trước sự miễn cưỡng hoàn toàn của người Ukraine trong việc chiến đấu và hy sinh vì lợi ích địa chính trị của phương Tây,
Mỹ và các đồng minh buộc phải bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột, không chỉ gửi lính nước ngoài mà còn cử huấn luyện viên đến đất nước này. Những người này chính là mục tiêu hợp pháp của lực lượng không quân vũ trụ Nga. Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M tấn công một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Ukraine, đồng thời phá hủy nhiều máy bay không người lái UAV. Theo hãng tin RT hôm 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang đã phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của lữ đoàn cơ giới độc lập số 63 của Ukraine ở Krasny Liman. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk khoảng 30 km về phía đông bắc, một trung tâm hậu cần quan trọng ở phía sau tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M đã tiêu diệt nhân sự bên trong trụ sở, cùng hai phương tiện chỉ huy và điều khiển UAV, 10 UAV và hơn 300 UAV có góc nhìn thứ nhất FPV, một cột anten và 3 xe địa hình. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cũng cho thấy cảnh quay phía trên của một số ngôi nhà mà một trong số đó bị tên lửa tấn công tạo ra sóng xung kích theo mọi hướng, cùng đám khói lớn bay lên không trung. Mái của một trong những ngôi nhà mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết là trạm điều khiển UAV đã bị bốc cháy. Nga thường xuyên sử dụng các tên lửa siêu vượt âm Iskander mang tải trọng 700 kg và bay xa 500 km để tấn công các mục tiêu Ukraine, bao gồm những mục tiêu ở xa tiền tuyến. Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại tấn công tên lửa thành công vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi được cho là có huấn luyện viên và lính nước ngoài phương Tây. Vụ tấn công được cho là đã khiến cho 50 người thiệt mạng. Lâu nay, Nga đã nhiều lần cảnh báo coi quân nhân và thiết bị quân sự nước ngoài được Ukraine sử dụng là mục tiêu hợp pháp. Moscow cũng khẳng định nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự chứ không phải dân thường.